Thông tin 300 lượng vàng đã bị phát hiện là vàng nhái thương hiệu SJC, thậm chí là số vàng nhái này còn được khẳng định là có nguồn gốc từ một số ngân hàng thương mại, đang khiến cho nhiều người dân nắm giữ vàng cảm thấy lo lắng. Chính vì vậy mà trong những ngày gần đây, số người kéo tới các trụ sở chi nhánh của SJC để phân kiểm định và kiểm tra vàng ngày càng đông. Thế nhưng cũng nhiều khách hàng sau khi kiểm định vàng xong đã phải ngậm ngùi chấp nhận vàng mà họ đã mua trước đây là vàng nhái SJC. Hôm nay, số lượng người đến chi nhánh công ty SJC miền Bắc để kiểm định và phân kim vàng khá đông. Đã có 300 lượng vàng bị phát hiện là nhái thương hiệu SJC, khiến cho bất cứ ai đang nắm giữ vàng đều cảm thấy không an tâm. Anh Nguyễn Văn Duệ, một khách hàng đến kiểm định vàng hôm nay, đang tỏ ra rất bức xúc. 22 lượng vàng SJC được anh mua từ ngân hàng Exim Bank cách đây vài tháng, nhưng sau khi kiểm định, hai trong số đó là vàng nhái SJC đã bị phát hiện. Tôi muốn tìm ra cái này đúng, vì tôi là người có của, mà tôi đi gửi nhà nước và nhà nước giải cho tôi cái vàng. Vàng là vàng nhái như này thì tôi không chấp nhận. Người ta bảo là chúng tôi giao cho anh là vàng thật. Mà bây canh, tôi cho hỏi canh có ghi seri anh giao vàng cho dân, anh có ghi seri, thì người ta bảo tôi không ghi seri. Thế thì cái canh, tôi chỉ nói với cái tủ lạnh có 3 triệu vàng ấy. Tại sao người ta bảo hành 1 năm và 2 năm? Anh giao tôi bây giờ 2 mega vàng, 1 tỷ vàng. Tôi nói đơn giản là 1 tỷ vàng. Mà canh không như vậy là có seri của canh. Canh phải lưu lại cái seri của cái phía cái nào. Canh không có, tôi hỏi cái seri canh có giữ không. Tôi đọc cái seri về trả trại về cái nào, người ta bảo không ghi seri của... Bức xúc vì mua phải vàng nhái SJC từ chính ngân hàng, anh Duệ đã tìm đến Exim Bank chi nhánh Hà Nội để tìm lời giải đáp. Nhưng thay vì có được câu trả lời, thì anh Duệ đang phải trải qua hàng loạt các thủ tục hành chính từ chính ngân hàng Exim Bank. Không còn lưu chứng từ mua bán, không ghi lại số series vàng đã mua và đã rút ra tại ngân hàng, đang khiến cho anh Duệ rơi vào tình cảnh bất lợi. Vàng được mua từ ngân hàng nhưng cũng có thể là vàng giả nhái thương hiệu SJC. Rất nhiều khách hàng đã gặp phải tình cảnh éo le này. Một là họ phải chịu thiệt, hai là họ đành phải bán cái lượng vàng đó với giá của vàng nguyên liệu, và thiệt hại cho mỗi lượng vàng là 3 triệu đồng một lượng. Về vụ việc này thì hôm nay phóng viên thời sự đã liên hệ với Ngân hàng Nhà nước. Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ông Lê Minh Hưng cho biết lượng vàng nhái thương hiệu SJC được phát hiện chỉ là một số lượng nhỏ trong tổng lượng vàng đang lưu thông trên thị trường. Tuy nhiên, ngay sau khi có báo cáo của công ty SJC về sự xuất hiện của vàng nhái, thì Ngân hàng Nhà nước đã có văn bản đề nghị Bộ Công an phối hợp điều tra về hiện tượng này. Ông Hưng cũng cho biết là vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị định 24 về quản lý và kinh doanh vàng miếng. Theo đó, thì kể từ đầu năm 2013, Ngân hàng Nhà nước chỉ cấp phép kinh doanh vàng miếng cho các cơ sở uy tín, đủ tiêu chuẩn, là nơi người dân có thể yên tâm mua bán vàng miếng đảm bảo chất lượng, giúp hạn chế vàng giả, vàng nhái. Còn trong lúc này, thì lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước cũng khuyến cáo người dân nên chọn mua vàng SJC ở các cửa hàng có uy tín và phải có hóa đơn, chứng từ, trong đó ghi rõ số series của miếng vàng để làm căn cứ pháp lý giải quyết cho các tranh chấp nếu có sau này nhằm bảo vệ quyền lợi của mình.